Hôm nay, hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN ADMM hẹp đã diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan dưới sự chủ trì của Đại tướng Pravit Vongsuvan, Phó Thủ tướng Thái Lan. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN Lim Chok Hoi tham dự hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Pravit Vongsuvan cho biết, trong những năm qua, hợp tác trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ADMM tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ với việc thành lập các cơ chế hợp tác mới và các hoạt động liên quan khác. Đó là những minh chứng cho cam kết của các nước trong việc tăng cường sự ổn định, đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN nhằm xây dựng ASEAN là một khu vực hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển theo tầm nhìn ASEAN 2025. Tuy nhiên, Đại tướng Pravit Vongsuvan cho rằng ASEAN vẫn đang phải đối mặt với những thách thức và đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, điều không một quốc gia riêng lẻ nào có thể giải quyết được. Tại hội nghị ADMM hẹp, các bộ trưởng quốc phòng ASEAN đã trao đổi quan điểm về môi trường an ninh quốc tế và khu vực. Các bộ trưởng đều khẳng định ASEAN cần đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm và dẫn dắt trong các cơ chế hợp tác tại khu vực, nhằm ứng phó kịp thời với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang nổi lên như vấn đề khủng bố, mặt trái của sự phát triển công nghệ, an ninh mạng. Các bộ trưởng cũng trao đổi sâu sắc về các thách thức an ninh biển, trong đó có Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông đối với an ninh khu vực và trên thế giới. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ đồng tình với chia sẻ của các trưởng đoàn, đó là khu vực hiện vẫn đang phải đối mặt với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đòi hỏi các quốc gia trong và ngoài khu vực cần chung tay hợp tác trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế để cùng giải quyết những thách thức chung. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh đến một số vấn đề mà khu vực đang phải đối mặt. Trước hết là sự cạnh tranh giữa các nước lớn trong khu vực mang lại thuận lợi nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ. Do đó, các nước ASEAN cần chủ động tích cực thúc đẩy sự đoàn kết nội khối để phát huy được vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời mở rộng hợp tác với bên ngoài thông qua các cơ chế hợp tác quốc phòng quân sự do ASEAN dẫn dắt. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng nhấn mạnh đến vấn đề tuân thủ luật pháp quốc tế. Đây là công cụ hữu hiệu điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia nhằm duy trì hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Việc không tuân thủ luật pháp quốc tế, diễn giải hoặc chỉ áp dụng luật pháp quốc tế khi có lợi cho mình sẽ gây ra sự nghi kỵ, mất lòng tin với nhau và thậm chí còn dẫn đến nguy cơ leo thang căng thẳng đối đầu. Trong môi trường an ninh khu vực đang diễn ra sự cạnh tranh của các nước lớn, việc tuân thủ luật pháp quốc tế cần phải được đặt lên hàng đầu. Vì khi luật pháp quốc tế không được tôn trọng, những nước chịu thiệt thòi nhất không phải là các cường quốc mà là các quốc gia vừa và nhỏ. Dẫn ví dụ về những căng thẳng trên Biển Đông vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng, để Biển Đông thực sự thành vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, điều kiện tiên quyết là luật pháp quốc tế và chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982, phải được tôn trọng. Và điều này đòi hỏi cam kết nghiêm túc và trách nhiệm gìn giữ của tất cả các quốc gia trong và ngoài khu vực. Theo Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, đứng trước những thách thức chiến lược, ASEAN trước hết phải tăng cường gắn kết nội khối nhằm tạo sự đồng thuận, sức mạnh tập thể để ứng phó linh hoạt và chủ động với những tác động từ bên ngoài. Thời gian qua, hợp tác quốc phòng quân sự ASEAN đã được đẩy mạnh cả trong nội khối cũng như với các đối tác bên ngoài, cả song phương và đa phương. Tiếp nối các nỗ lực của cộng đồng và là nước chủ tịch ASEAN trong năm 2020, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy gắn kết nội khối, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế quốc phòng quân sự do ASEAN dẫn dắt và đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác bên ngoài.